Việc học là quan trọng. To learn is important. Sống là chiến đấu. To live is to fight. Là người ai cũng mắc sai lầm, không nên quá hà khắc với nỗi lầm của người khác. To err is human. To forgive is divine. Có ước mơ chính là đang sống. To dream is to live. Thật khó để làm hài lòng mọi người. To please everybody is hard. Hút thuốc quá nhiều có thể giết chết bạn. Smoking too much can kill you. Đọc một cuốn sách hay mang lại rất nhiều lợi ích. Reading a good book benefits a lot. Đi du lịch khắp thế giới là ước mơ cả đời của tôi. Traveling the world is my lifelong dream. Những gì bạn có thể làm là giúp cô ấy. What you can do is to help her. Dù bạn muốn gì, tôi cũng ok hết. Whatever you want is fine with me. Cách bạn nghĩ ảnh hưởng đến cảm giác của bạn. How you think affect how you feel. Điều chúng ta cần là một phép màu. What we need is a miracle. Điều chúng ai biết sự thật thì cứ tiến lên phía trước. Whoever knows the truth should come forward.